Này anh sao thế? Anh ấy chết rồi. Sa Chi đã về rồi à? Ừ. Chắc mưa sẽ tạnh sớm. Cô bé, người cô ướt rồi, sẽ lạnh đấy. Hai anh muốn sưởi ấm cho tôi không? Sẵn lòng luôn. Bóng ma vừa tiêu diệt đá tảng và một tiểu đội của anh ấy đã xử lý những cái xác. Thằn Lằn, Cáo và Đại Bàng đang chờ lệnh, sát thủ không rõ ở đâu. Ông chủ có chỉ thị gì? Đợi đã, Casper. Chúng ta biết bóng ma ở đâu, sao ta không khử hắn? Khó lắm mới ra được khỏi đây. Cứ để người ta vui vẻ một chút. Vâng, ông chủ. Sát thủ đang ở đâu? Đang di chuyển. Anh ấy tìm thấy đội phòng vệ 3 ngày trước, nhưng ta không liên lạc được với anh ấy từ đó đến giờ. Sao lại đưa anh ta làm nhiệm vụ vậy? Anh ấy giết mọi thứ chuyển động, không kể địch ta. Chúng ta cần kỹ năng của anh ta. Những người khác có mang theo đội riêng của họ? Sao ta còn cần anh ấy? Anh ta khát. Khát máu. Cảm ơn. Bác sĩ, giả sử cô rơi vào tình huống bị bắt, liệu cô có sống sót được không? Ý anh là gì? Ví dụ có khẩu súng kẹt vào đầu cô, hoặc bạn cô đang bị kẹt trong vụ nổ, đó là vấn đề giữa sống và chết. Tôi... cô sẽ buông xuôi. Hầu hết mọi người đều thế. Chắc vậy. Nhưng có vài người lại khác. Những người đó cần tự đặt họ vào tình huống nguy hiểm thì mới thấy bình thường. Quay lại với giấc mơ của anh nào. Anh có thấy tội lỗi khi cướp đi mạng sống của họ không, anh Kuroda? Không. Tôi giết họ cứ như là đang dùng dao cắt dây vậy. Họ ngã xuống,
không cảm xúc gì. Cắt. Nhưng lúc tôi cướp cổ họ, tôi cảm thấy thích. Thích. Tôi cảm nhận được nhịp tim, hơi ấm, suy nghĩ của họ. Tất cả những thứ đó tụ lại một chỗ. Sau đó tôi nhẹ nhàng giết họ. Vậy anh không sợ bị giết lại sao? Không biết nữa. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cái chết. Để tôi lấy lại công bằng cho họ nhé. Anh hãy tưởng tượng, đây là một khẩu súng và tôi sắp bắn anh. Thử ngay đi. Bác sĩ, tôi vừa giết được cô rồi. Phát hiện hai người chết tối qua. Này, đó là thị trấn tiếp theo. May cho cái gã giết người là tôi chưa động đến hắn. Chú sẽ đánh hắn luôn chứ? Tất nhiên, cứ để hắn cho chú. Ấy, sao vậy? Lạ thật, TV mới mua mà. Đứa bán hàng lừa mình rồi. Điện thoại cũng không có sóng. Sachi, chú cần phải thử ở cửa hàng. Chú đi lấy cái đã nhé. Giờ ấy à? Tsuno, trong trường có bé hộ tôi chút nhé. Được thôi. Chơi dây đi, Sachi. Tsuno phi kém quá. Con không cắm vào đích, Sachi nhỉ? Chú ấy trượt rồi. Xin chào.
Kenji cử hai người đến à? Chúng tôi đã xử lý những cái xác trong ngõ. Làm tiếp giúp tôi cái đống ở đây với. Quỷ dữ có gặp qua Kenji. Tôi biết, hắn cũng đã bắt chuyện với Sachi. Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng anh. Các cậu đã tham gia bao nhiêu nhiệm vụ rồi? Chưa từng. Tôi sẽ hỗ trợ cậu ta. Hoặc cả hai chúng tôi hỗ trợ anh. Tùy anh thôi. Kenji Makabe. Kenji đâu nhỉ? Không có ở đây. Hai cậu đã làm công việc của mình à? Vâng. Chúng tôi đã cố gắng. Vậy à? Tôi quan tâm kết quả. Chúng tôi biết. Nhưng anh thành ra thế này là tại Toshiro. Câm miệng. Tôi không sử dụng các cậu vì tôi muốn. Tôi muốn hy sinh cho anh ta. Để chuộc lỗi. Cho tôi gặp Sachi với. Alo, Sachi. Chờ chút. Có đấy không? Sachi, chú đây. Chú nói gì cơ? Chú nói gì? Alo. Chú xin lỗi, Sachi. Chú vẫn chưa về nhà được. Cháu cứ ở với Stuno nhé. Toshiro. Đến đúng lúc lắm. Tôi biết anh rất giữ gìn cuốn sách này. Cảm ơn. Hai đứa nó có giúp được gì không? Họ mang đồ của tôi. Max là một cự binh. Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của Masaru. Tôi lo cho anh ta. Cái cậu cao cao đấy à? Ờ, cậu ta có ích hơn anh đấy.
Tôi nghe Kenji nói, quỷ dữ là tướng lãnh đạo lực lượng mà cả anh ta và Toshiro đều trong đó. Toshiro đã rời lực lượng 3 năm rồi, sao bây giờ quỷ dữ lại tìm đến? Anh nói tội phạm quốc tế ấy hả? Đúng vậy. Toàn bộ lực lượng đó là tội phạm quốc tế. Đáng sợ lắm. Họ tẩy não những đứa trẻ. Tẩy não? Toshiro không chấp nhận điều đó, nên anh ta phản lại quỷ dữ, tự rời khỏi lực lượng. Rời khỏi. Mời người phía đông, 8 người phía bắc, tất cả chờ lệnh. Đó là sát thủ. Nhưng tôi không tìm được vị trí anh ta. Đó là con mồi của tôi. Anh đang ở đâu? Đừng có cản đường tôi. Ta thực sự cần hắn sao? Sát thủ hiểu rõ bóng ma. Họ từng là bạn thân. Ở sao? Họ giống nhau ở mọi thứ, chỉ khác ở mục đích của mỗi người. Bóng tối. Sát thủ chỉ muốn tự do, hủy diệt. Chỉ cần thế. Casper, đến lúc rồi. Khi quỷ dữ biết Toshiro còn sống, ông ta thề sẽ trả thù. Nhưng tại sao ông ta tự đến đấy? À, tôi không biết. Tôi cũng chả biết nữa. Chúng ta hỗ trợ Toshiro. Hết. Kenji thường nói, chiến tranh không có chỗ cho trẻ con hay máy móc. Tôi chẳng thấy đúng gì cả. Toshiro, đưa tôi đi cùng anh. Mấy đứa tập sự đó không đủ trình đúng không? Tôi vẫn đánh được. Làm ơn đi, Toshiro. Này, tôi xin anh đấy. Xin anh đấy. Cho tôi đi. Tôi sẽ không làm anh vướng chân. Tôi muốn chết trong chiến trận. Xin anh cho tôi theo đi mà. Kenji, đừng làm thế, đó không phải con người của anh. Tô
Tôi nghe nói mật danh của Toshiro là bóng ma. Nghe như trong chuyện ấy. Vậy à? Anh ấy cũng là huyền thoại à? Sẵn sàng chưa? Anh có cần cái này không? Tôi thích loại đơn giản. Cái này được đấy. Toshiro, Stone ở đây. Sachi có ở đấy không? Tôi không thấy con bé. Tôi không thấy con bé. À, nó ở đây. Ôi, may quá. Xin lỗi đã làm phiền anh. Không có gì, cảm ơn vì đã gọi. Có chuyện gì với Sachi vậy? Có kẻ bắt cóc nó à? Đừng lo, nó nằm trong kế hoạch thôi. Kế hoạch? Giờ tôi đã biết vị trí của chúng. Chúng không cướp được Sachi từ tôi đâu. Tôi để chúng làm thế đấy. Cháu đã lớn rồi đấy. Ồ, đừng lo lắng. Ta là bạn cũ của chú cháu thôi. Và ta rất vui vì chú cháu còn sống. Ý ông là sao? Cháu có biết vì sao chú ấy mạo hiểm đến thế để cứu cháu không? Có muốn biết không? Bởi vì cả hai có chung một dòng máu. Ta tin chú ấy biết được hậu quả. Nhưng hắn vẫn phản bội ta. Và vì thế hắn sẽ phải chết. Đây không phải là một cuộc chiến, mà là một sự trừng phạt. あの
và bé ở trong khu đó. Ta di chuyển cùng nhau cho đến khi nhìn thấy chúng. Đi thôi. Tôi thấy 5 tên. Khu nhà chính ở đây. Còn chúng ta ở đây. Một đại đội ở đây. Một trung đội ở đây. Đây nữa. Và cả đây. Tôi sẽ thu hút sự chú ý. Chỉ làm hai hướng tấn công từ đây. Có bao nhiêu địch? Trung đội là 30. Đại đội là 80. Nhiều vậy sao? Ta chỉ có 3 người. Tôi có thể xử lý được một mình. Cứ bình tĩnh. Kể cả khi các cậu bị đâm mình hoặc bị bắn, TV2.org phải hòa trong cuộc chiến. Đừng để tâm lý làm ảnh hưởng. Nếu không các cậu chỉ như con hươu chờ sói ăn thịt thôi. Ta có đến đây để làm mồi không? Không. Chúng ta là thợ săn. Bóng ma luôn âm thầm rình mồi và không để lộ dấu tích. Hãy giữ chặt súng. Đừng động đậy để lộ nơi ẩn nấp cho hắn biết. Chỉ bắn khi mục tiêu hiện rõ. Báo cáo, có tên súng đang chuyển hướng. Hãy cảnh giác.
khách báo cáo đang bị tấn công. Địch đã phá vỡ đội hình, triển khai quân dự phòng. Bắn một đứa trẻ. Anh không thích hợp với chiến trường kiểu này đâu. Chiến trường không có chỗ cho trẻ con và máy móc.
Kenji, tôi xin lỗi. Ông, hết thời rồi, bóng ma. Ta vẫn tồn tại đấy thôi. Max, cậu đi trước đi. Tôi sẽ xử lý ở đây.
Quân sự bị xuất phát, đội Y Cầu, Charlie, di chuyển về bãi nhà hoang. Y Cầu nghe rõ. Hãy cẩn thận, một mình bóng ma tương đương với cả một đội quân đấy. Đừng nghĩ hắn là người thường. Đừng có dùng súng nữa, dùng dao cận chiến, đáng xong. Cho tôi theo. Tôi không làm vướng chân anh đâu. Tôi mới được chết trên chiến trường. Cho tôi theo đi mà. Đừng làm tôi thất vọng, Kenji.
Chúng ta không chiến đấu vì lợi ích của bọn trẻ con. Vậy thì cuộc chiến của tôi kết thúc ở đây. Tiểu tuyến bị hạ, không có phản hồi. Chặn bóng ma lại. Sao? Nhắc lại xem nào. Tiểu tuyến đã bị hạ. Hãy hết sức cảnh giác. Cháu có thích chuyện cổ tích không? Chiến trường cũng có những huyền thoại đấy. Một trong số đó là huyền thoại của bóng ma tái sinh. Bóng ma đã được tìm thấy trong những cuộc chiến. Chiến trường Việt Nam, Afghanistan và Iraq. Anh ta đã sống sót qua các nhiệm vụ bất khả thi. Tất nhiên, ta không tin vào chuyện cổ tích. Nếu anh ta có thật, anh ta còn già hơn cả ta. Chưa hết, chú của cháu có mật danh là bóng ma. Chính là dựa theo huyền thoại đó, anh ta muốn chiến đấu giống như huyền thoại xưa. Huyền thoại bóng ma tái sinh. Max, trong trường Sachi. Vâng. Chú ơi, đừng đi. Sachi, đừng sợ. Chú hứa sẽ trở lại. Chú nói dối. Nếu bây giờ chú đi, chú sẽ không trở lại nữa. Đừng bỏ cháu. Sachi, chú sẽ quay lại. Không, về nhà với cháu. Đừng bỏ cháu. Về nhà với cháu đi. Về nhà với cháu đi mà. Đừng có khóc nữa. Sachi, chú xin lỗi.
Hẹn gặp lại. Sa Chi, chú yêu cháu. Chú. Tiêu vậy, phải hay trái? Cứ bắn ngửa đi. Sao phải? Sao phải?
anh không bao giờ thay đổi. Anh không thể ngăn chặn cuộc chiến theo cách này. Đây không phải là cuộc chiến, đó là công lý. Muốn máu của tôi chứ? Đến mà lấy đi.
Sachi, cháu ổn chứ? Chú có sao không? Chú đang ở đâu? Sachi, chú xin lỗi. Cháu chờ chú thêm một lúc nữa. Chú ơi! Tất cả chỉ là cái bẫy để mang cậu đến cho ta. Cậu chiến đấu tốt lắm, nhưng bây giờ cậu sẽ đánh với ta kiểu gì trong bộ dạng này? Cậu không còn là bóng ma nữa. Cậu chỉ còn là một bóng ma vất vưởng. Không ai nhớ cậu từng là gì. Cậu chẳng là gì cả. Giờ thì cậu sống vì cái gì? Ông nghĩ ông đưa tôi đến đây à? Là tôi đã bắt được ông đến trước mặt tôi. Như thế mới đúng. Ông vẫn muốn lấy máu của tôi cho ông à? Cho ông biết tin buồn. Máu của tôi cũng cạn tôi. Vậy cậu thực sự là huyền thoại giống anh ta rồi. Toshiro, tại sao cậu cứu con bé đó? Tại sao cậu giết sát thủ bạn cũ của cậu? Tại sao cậu bắt Kenji sống không bằng chết? Tại sao cậu chiến đấu? Tại sao? Cậu có muốn sống không? Ông nói sai rồi. Tôi không còn sống. Tôi đã chết từ lâu rồi. Xin lỗi, Sachi, bố cháu không thể về tối nay.
Có nhiều điều ta có thể làm trong cuộc đời này. Không quan trọng bạn nghĩ bạn vĩ đại thế nào. Khi ta vấp ngã, ta chỉ có thể tự vấn chính mình. Và điều đó làm cuộc sống lạnh lẽo và buồn bã hơn. Nhưng trong những lúc đen tối nhất, chúng ta cần nghĩ tới tương lai tươi sáng phía trước và cầu Thượng Đế cho chúng ta một người hùng cứu thế. Mọi người đến để thắp lên ngọn lửa trong tim chúng ta, rồi anh ta biến mất bởi TV2. Người truyền cảm hứng cho chúng ta tự thay đổi thế giới. Và bây giờ tôi đang đứng trên vận mệnh, dựa lưng vào ngọn hải đăng, sẽ soi sáng tương lai tươi sáng. Một tương lai tôi sẽ nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Đây, 0 0 2 3 7 6, enter. Rồi, nhận cái góc màn hình cái. Hello. Sẽ đến nãy. Giờ sẽ có ba thằng này lại. Rồi, copy. Rồi, bắt đầu em lui. Vô hộ địa giúp bi. Đây. Rồi, em sẽ bắt con nó lại. Đấy. Yeah. Thằng này cũng rảnh, copy lại cũng quay. Quay chứ. Mình nếu người ta bảo mình copy gì. Vậy là xong rồi đó. Rồi. Yes. Giờ sai hay chưa? Hồi này là chết VTS2G và sẽ quả bắn nhớ mà. Để em chẹp hai cái hình này. Có cách rồi. Anh sẽ chọc nguyên hệ đưa hình này lại hết. Rồi mua cái ANG không đầy. Vô là xong. Mua thôi. Không ai, mua cái bó. Đầy vô. Mua bó trắng à? Ừ, bó trắng. Đầy chương trình đối giọng cây quýnh á. Mày ra kia mày cầm chìa khóa qua nhờ đây. Làm gì? Mày cầm đây. Chép copy từ cái này qua đây mày. Đấy, chìa khóa kia. Ô. Chìa khóa là có giúp bi. Lấy đi. Chứ nói người. Tao bảo mày lấy chìa khóa nên mày cứ lấy đi. Mày cái á. Kêu lại chìa khóa tới tưởng. Anh tưởng tưởng mất chìa khóa cắm vô đây. Rồi, sao nữa? Xong rồi. Xong rồi à? Là ra trong USB cỏ rồi, nhưng mà không được chạy cái này nè. Cái này anh cỏ nè, xóa đi. Xóa nó đây đúng không? Không, này đặc biệt. Này xóa đâu? Đây đúng không? Ừ. Yes. Cái này cũng cỏ luôn nè. Úi lộn. Nè, bạn mình chỉ có 3 phần này thôi. 3 phần này thôi.